Ok, mình đang ngồi hàng ghế thứ hai ở chiếc Elantra 2016 thì các bạn sẽ thấy là một chiếc sedan hạng C mà phần khoảng trống trên đầu vẫn còn khá là rộng. Đây, chân mình vẫn còn cử duỗi, co duỗi khá là tốt. Ngồi khá là rộng. Ở đây có cái bệ tì tay nữa. Nói chung là với cái những gì ở trên chiếc xe này mình thấy tiện nghi này, ở hàng ghế hai này là ổn. Và đặc biệt là nó có một cái tính năng mà là gập hàng ghế, hai hàng ghế này xuống để mở rộng khoang hành lý. Đó. Với nhu cầu mà đi nhà cả gia đình mà tầm 3 4 người ấy, mà đi xe này khá là được. Khá ổn. Bây giờ mình sẽ lên hàng ghế đầu cho các bạn xem nhé. Hello anh em, hôm nay mình sang bên Phúc Lâm Auto. Thì bên mình thấy có một cái xe rất là hay, đó là xe Hyundai Elantra. Chiếc này là đời 2016. Các bạn có thể thấy là form 2016 đến bây giờ là khoảng tầm 6 7 năm tuổi nhưng mà chiếc xe vẫn khá là bền dáng. Màu này thì nó hơi kén khách so với cái màu trắng hoặc màu đen. Nhưng mà cá nhân mình thấy là cái kiểu thiết kế này nó ổn, nó đẹp theo thời gian, không như Elantra bây giờ nó hơi bị góc cạnh quá, các đường cắt xẻ hơi nhiều. Hôm nay đáng lẽ ra là mình sang quay cái ứng dụng là nền tảng mua xe cũ KPLA, nhưng mà mình nói chuyện với bạn thì nhân viên đấy thấy nền tảng này cũng khá tương đồng với cái Anica trước đây nên là cũng không có ý định quay nữa. Chuyển sang xe cũ vậy. Còn về xe cũ, nền tảng xe cũ cá nhân mình thấy là nó cũng dạng dạng giống như Anica trước đây. Ok, trở lại nhân vật chính thì chiếc này là máy 2.0. Giá trên thị trường thì mình sẽ để ở phía bên dưới cho bạn nào tham khảo nhé. Tuy nhiên là mình thấy là tầm 6 7 năm tuổi mà chiếc xe này nó vẫn là một chiếc xe khá là bền dáng thì thấy là khá là ổn. Sau này xe này còn có thêm một bản 1.6 turbo nữa ra mắt sau. Giá tầm khoảng thời điểm ra mắt là rơi vào tầm hơn 800 triệu. Tuy nhiên với người dùng mà nhu cầu đi xe cơ bản ấy thì không cần thiết quá phải mua đến bản đó. Mình có thể mua bản GLS này được rồi. Máy 2.0 cũng ngon mà. Đây là cốp sau này, khá là sâu lòng ngay bản này này, và bản facelift sau này ấy, thì cũng được thừa hưởng cái phần cốp sau khá là rộng của chiếc này. Bây giờ mình sẽ vào bên trong nhé. Mình đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe Elantra 2016. Các bạn sẽ thấy là một chiếc sedan hạng C mà phần khoảng trống trên đầu vẫn còn khá là rộng. Đây, chân mình vẫn còn cử duỗi, co duỗi khá là tốt. Ngồi khá là rộng. Ở đây có cái bệ tì tay nữa. Nói chung là với cái những gì ở trên chiếc xe này mình thấy tiện nghi này, ở hàng ghế hai này là ổn. Và đặc biệt là nó có một cái tính năng mà là gập hàng ghế, hai hàng ghế này xuống để mở rộng khoang hành lý. Với nhu cầu mà đi nhà cả gia đình mà tầm 3 4 người ấy, mà đi xe này khá là được. Khá ổn. Bây giờ mình sẽ lên hàng ghế đầu cho các bạn xem nhé. Các bạn đang nhìn thấy là phần khoang lái của xe. Nhìn chung với cái thiết kế này ấy, so với bây giờ ấy, thì là không được cái hiện đại lắm. Nhưng mà như mình đã nói thì nó là một chiếc xe khá là bền dáng. Nó vẫn đủ hiện đại này. Đặc biệt là cái phần bản đồ này được Hyundai họ tích hợp sẵn trên các xe bên Hyundai thành công. Tích hợp sẵn trên các dòng xe của Hyundai Santa Fe này, Elantra, i10 các thứ.
Và đến bây giờ các bạn thấy là nó làm việc vẫn khá là chính xác. Hộp số tự động. À, một cái điểm khác biệt bản này với cả bản facelift là xe không có các cái tính năng như kiểu như ghế sưởi, làm mát ghế hay cái thứ, chỉ có chế độ drive mode thôi. Ghế da thì mình thấy là chất lượng thì khá là ổn đấy. Khá là ổn, sau vài năm sử dụng như thế này là được. Xe này có cả cửa sổ trời nhé. Tuy nhiên mình không thích cái cửa sổ trời này lắm. Mình sẽ quay một vòng cho anh em xem nhé. Ở đây thì bãi xe nó hơi chật một chút nên mọi người thông cảm. Cái màu này ấy, thì mình đúng là nếu mà nói màu vàng cát thì cũng không đúng. Mà màu này nó hơi nâu nâu một chút, mà lại hơi có ánh vàng cát.